Thưa quý vị, với những câu chuyện sau Tết có rất nhiều thứ về câu chuyện rác thải, về những câu chuyện như là mọi người đi chảy hội đầu năm. Thế nhưng mà còn có một cái điều á, là không chỉ xử lý rác thải không tiêu hủy được mà rác thải tiêu hủy được cũng là một trong những vấn đề gây nên nhiều những cái dư vị cảm xúc và nhiều những cái ý kiến trái chiều. Điều đặc biệt Đúng rồi. nhất để lại cho mọi người đó là những cái bông hoa ở sau Tết. Vì trước đó mọi người ai cũng sắm cho mình ở miền Nam thì là những cái hoa ngắn ngày là để trong chậu, thì nó đúng là tới khoảng chừng 60 ngày là bắt buộc phải bỏ hết thôi, bởi vì nó không thể nào trồng lại tiếp được. Nhưng mà ở ngoài Bắc á, có một cái chị thấy rất là phí là khi mà ra đây mình thấy rất nhiều nơi trong thùng rác toàn là những cái cành đào bị vứt đi, mà mình thấy tiếc ơi là tiếc. Ngày Tết thì đi săn lùng mua cho bằng được cái cành đào có cái thế đẹp để về nhà cắm, nhưng mà sau Tết thì bỏ đi. Nhưng mà theo như chị được biết á, những cái cây đào thì may ra còn gửi đi để trồng lại được, hoặc có nhiều chủ vườn họ mua lại. Nhưng mà những cành đào đó nha, nếu mà có khả năng á, là vẫn có thể trồng lại được. Vì chị có một cái chị bạn họ làm nông nghiệp sạch ở một cái trang trại á, họ có đăng lên cái group ở trên Facebook là nếu mà ai mà có cành đào nào mà sau khi Tết xong mà bỏ đi á, thì cho em xin lại để em mang về vườn em trồng. Thì chị mới biết là hóa ra những cái cành đào tưởng chừng như không có rễ, nó không có mắc như vậy mà có thể trồng lại để lên lại được thành một cây bình thường. Thì thực sự là nếu mà có rất nhiều người như vậy là đỡ phí biết bao những cành đào mà ta vứt Đúng. trong thùng rác. Ngoài ra cái việc phí phạm thì em thấy là mất mỹ quan đô thị thành phố, bởi vì ngay những cái tuyến đường mình đi, những cái tuyến đường không phải là đông dân cư đi, thì chúng ta cũng thấy những cái cành đào nằm chen chúc và nói chung là nằm rất là thiếu mỹ quan và một cái Tết em thấy là không văn minh. Nhưng mà em thấy có đạo diễn Hà Dũng của chúng ta là một cái người cũng chơi hoa đào, thì cái cách mà anh xử lý cây đào sau Tết đó chính là anh sẽ bẻ những cái cành nhỏ ra và anh gói lại một cái bó rất là gọn gàng, và em thấy đó là một hành động văn minh của dịp Tết lần này. Ngoài ra nữa, đó chính là cái sự thông cảm cho những người mà làm công việc là công nhân dọn vệ sinh. Bởi vì những cái thùng rác đôi khi mình chỉ là một hành động nhỏ của từng gia Đúng đình rồi. thôi sẽ là một cái nét rất là văn minh và đẹp. Và đi dọc trên các con đường thì đôi khi cũng rất là đau lòng khi mà nhìn thấy là những cái cây hoa kiểng bị vùi dập trong những cái đống bãi tập kết rác thải, và bắt gặp những cành đào bị vứt ngổn ngang giữa đống rác rưởi. Cành nào may mắn thì được cắm bên hông xe chở rác. Hoa đào và đủ các thể loại hoa chơi Tết như là hoa ly, hoa hồng, hoa lê ơn để lẫn trong những túi rác rưởi. Mùi hôi thối xộc lên khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi. Dọc đường Lê Văn Lương, Tố Hữu thì đào cành bị bỏ rơi bên vệ đường là hình ảnh phổ biến. Thoạt nhìn người ta sẽ tưởng đây có nhiều quý vị, kể cả những cây quất cũng bị bỏ đúng không ạ? Có rất là nhiều cái cây nhìn như là một đống củi khô, nhưng mà lại gần thì mới nhận ra là trong đó có cả những cành đào rừng ế bị giới buôn đào bỏ lại. Vệ đường, gốc cây, bãi rác bất cứ chỗ nào cũng có thể trở thành nơi để người ta vứt bỏ cành đào. Hiếm lắm mới bắt gặp một cành đào trong những giây phút cuối đời được người dân cắm tử tế dựa vào gốc cây hoặc đốt thành tro. Dẫu biết rằng sau Tết đào phai, hoa tàn rồi người ta cũng sẽ phải bỏ đào đi. Nhưng mà nhìn những hình ảnh này, có lẽ những người yêu hoa không khỏi dấy lên những cái cảm xúc, những nỗi niềm xót xa. Em thấy như chị Viên cũng vừa chia sẻ đó, cái hành động mà chúng ta mang đào đi tới những cái chỗ mà như cái chị nông nghiệp sạch đó thì để trồng lại cây, thì đó là một cái sự ươm mầm của sự sống đúng không chị Viên? Đúng rồi. Cái một năm mới chúng ta đều mang đến những cái hoa đẹp và những cái cây đẹp về gia đình mình, nhưng sau Tết chỉ qua tới mùng 6 thôi mọi người đã vứt bỏ, thì em cũng cảm thấy là nó một cái sự gì đó rất là thương xót cho những cái cây cành đào mà đối với những người yêu hoa Đúng như chính chúng ta xác. đúng không? Trước đó thì nào là ôi sao cây đào đẹp thế, rồi là mua những cái chị không biết cái đó gọi là cái những cái móc Trang trí. treo á, trang trí đó, thương ơi là thương, rồi chụp ảnh từng cái bông nó vừa chớm nụ xong tới lúc nó nở ra, tới lúc hết Tết là coi như cái cây vô sọt rác. Tự nhiên cảm giác mình lúc đó ủa Bị sao hắt mà mũi. sao mà mình có thể tàn nhẫn vậy với cái Tại vì cây bây giờ hoa mà mình hoa đã nó cũng mấy đã thương hết tiếc. đẹp rồi, hoa cũng hết đẹp cho nên người ta cũng không không có muốn trưng bày nữa, và thật ra cũng là một cách để tạo điều kiện cho những người trồng hoa năm sau mới có cái để mà bán tiếp. Và thay vì đổ rác theo giờ thì nhiều gia đình bây giờ quá nhiều rác không thể chờ, đã mang rác ra đường đặt luôn cả cây đào ở đó. Một người, hai người để, rồi nhiều người cũng mang ra, thế là thành một cái đống rác rất là to mọc lên. Tại nhiều điểm trong thành phố, cứ đi một đoạn lại thấy vài đống rác nhỏ với vài ba túi ni lông để rác cùng cành đào trơ gốc vứt lăn lóc. Còn trên nhiều tuyến đường rác sinh hoạt thì ít, nhưng mà rác đào quất vứt dọc đường, ai đi đường cũng có thể vứt bỏ cành đào hay cây quất hỏng xuống vỉa hè.
Chỉ khổ nhất là nhân viên làm vệ sinh. Những ngày trước và sau Tết thì công việc khá nhiều, phải tăng ca làm thêm mà không hết việc. Nhất là sau Tết thì lượng rác thải từ gia đình thải ra rất nhiều, đặc biệt là rác cây cảnh và hoa. Với mỗi xe rác thì có thể thu gom được rác sinh hoạt là đã đủ nặng. Nhưng với những gia đình, nếu mỗi khi chơi đào cây quất mà không chặt nhỏ nó đi bó gọn lại, thì công nhân vệ sinh thì cũng vất vả hơn rất là nhiều. Và không chỉ thu gom rác ở trong ngõ mà các tuyến đường cũng đã bị bãi rác mọc lên tự nhiên rất là nhiều và khiến nhân viên phải thu dọn rất là vất vả. Bên cạnh nhiều gia đình vứt cây cảnh thì còn nhiều dịch vụ là chăm sóc cây cảnh nở rộ ra. Trên các tuyến đường thỉnh thoảng người đi đường bắt gặp hình ảnh những chậu mai quất đào được xe tải nhỏ, xe máy chở từ các hộ gia đình, các vườn kiểng, vườn mai đào quất ở khu vực ngoại thành mang về để có thể tiếp tục chăm sóc, trồng lại, năm sau có thể mang ra trưng bày tiếp. Chị thấy đó là những cái lựa chọn rất là văn minh, cái dịch vụ mà mình thuê cây mai, cây đào để về chưng á. Bởi vì gia đình không có, thứ nhất là chật nhà, không có đủ cái khoảng trống để chăm sóc cây mai, cây đào. Cái thứ hai nữa là mình không đủ kỹ thuật, không đủ kinh nghiệm, nên chi bằng thuê người ta để cái cây đào đó hoặc là cây mai đó nó cứ có một cái vòng đời, nó luân chuyển. Và nhiều khi năm sau, ví dụ mình không thích, mình không ở nhà ăn Tết, mình đi xa, thì cây mai, cây đào đó lại được người khác chăm sóc và được khác đem về chưng. Thì như vậy là mình vừa tiết kiệm chi phí, và những cái người dọn rác, chị nghĩ là những cành mai, cành đào tuy là rác thật đó nhưng mà nó rất là chiếm diện tích, chở chẳng được bao nhiêu rác, mà vừa chất vào xe được vài cây là cồng kềnh là hết cái chỗ trống, rác khác cũng không chứa được. Và như vậy có nghĩa là lượng công việc sau ngày Tết của những công nhân dọn vệ sinh tăng lên gấp bội, và mình cũng phải hiểu là thương cho người ta. Một điều nữa là mình thấy khi có rất là nhiều những cái cây hoa vứt như vậy á, thì mới thấy là cái số tiền để mà chia cho những cái cây hoa đó, trời ơi, không biết bao nhiêu cho đủ. Mà nếu mà số tiền đó mình có thể tiết kiệm lại thì hẳn là có khi ít nhất là cũng đi du lịch được đâu đó, hoặc là một cái bữa ăn cũng khá là thịnh soạn đây. Dạ vâng. Ngoài ra thì em còn thấy là những cái cây hoa đào hay hoa mai đều có thể là một vị thuốc hoặc là cái một cái liệu pháp làm sắc đẹp cho các chị em phụ nữ nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ hoa gì nhỉ? Ví dụ như hoa đào, hoa mai, bông cúc, vạn thọ. Đúng rồi. Và ở miền Tây là chuyên gia là có một cái màn là sau cái mùa Tết là bắt đầu, là tại vì nó có 60 ngày ngắn ngày nên sau mấy ngày Tết là người ta sẽ bứt cái bông cúc đó ra, nó có rất nhiều cánh, rồi rải ra xong rồi phơi, người ta có thể làm trà nè, làm vị thuốc đông y nè, rồi thậm chí là người ta đôi khi á, là có thể đem ra sắc lại rồi xong tạo thành những cái mặt nạ để có thể đắp lên da mặt. Đối với hoa cúc á, cái đầu tiên mà Nguyên muốn chia sẻ kỹ với quý vị đó là trà hoa cúc. Đây là một loại trà từ lâu đã trở thành một thức uống quen thuộc với người dân Việt Nam. Trà hoa cúc rất tốt cho hệ thần kinh và sức khỏe, đặc biệt là với chiết xuất thiên nhiên, có chất chống oxy hóa, còn giúp đánh tan mỡ bụng, giảm béo hiệu quả, thanh nhiệt, mát gan, hỗ trợ chống mỏi mắt. Ta có thể tận dụng làm trà từ hoa cúc. Hoa cúc sau khi mà chưng cắt lấy hoa đem phơi khô đã sạch thuốc trừ sâu, vì sau 10 ngày khi phun thuốc là thuốc đã hết tác dụng. Cho hoa cúc vào ly, tráng với nước ấm, rồi cho tiếp nước sôi, đậy nắp để 3 phút cho trà ngấm. Chúng ta cần chuẩn bị một ít mứt hạt sen để nhâm nhi cùng với trà. Khi mà dùng thì nên cho thêm mật ong vào trà, và trà hoa cúc mật ong uống vào buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút sẽ giúp làm ấm cơ thể, xua tan đi căng thẳng, giúp dễ ngủ và có một giấc ngủ sâu. Thực sự là với những cái bông hoa cúc á, nếu mà người nào muốn mà thưởng trà mà sử dụng hoa mà nó không có bị những cái chất hóa học đó, thì chị thấy ngoài Bắc hình như có cúc chi là rất là dễ trồng. Mọi người nói là trồng mà trong cái đất mà cù cặn, thậm chí là thời tiết khắc nghiệt cũng không phải chăm tưới đâu, mà nó cũng lên hoa đều theo năm. Còn trong miền Nam thì có cái bông cúc vạn thọ đó cũng dễ trồng. Được cái là trong miền Nam có nhiều nắng, cho nên là mình có thể tranh thủ lúc nào cũng đem ra phơi được và làm mọi thứ. Nó khô rong róc thôi, chỉ cần mấy ngày là với cái nắng là đã khô. Còn miền Bắc năm nay có vẻ thuận lợi nếu mà chúng ta muốn làm những cái thứ khô như thế này đây. Và ngoài trà hoa cúc thì chúng ta có thể kết hợp phơi khô với một số loại hoa khác như là hoa kim ngân nè, bồ công anh nè, chế biến thành một loại trà sẽ giúp tiêu độc, nhuận gan, cũng có thể kết hợp với phục linh để cho làn da sáng mịn, tươi tắn và tăng tuổi thọ. Và kế đến là một loại hoa nữa trong ngày Valentine của chúng ta là hoa hồng, đúng không ạ? Và chắc chắn hoa hồng thì chúng ta có rất là nhiều công dụng. Hoa hồng thì có thể xông mặt và làm sạch da, xông mặt thì làm sạch da bằng hoa hồng. Tận dụng cánh hoa hồng, chúng ta bỏ vào chậu nước sôi, đưa mặt xuống gần chậu hoa hồng để xông mặt. Chỉ cần từ 10 đến 15 phút xông mặt mỗi ngày với cánh hoa hồng trong nước sôi, bạn sẽ thấy làn da căng mịn và sạch bụi bẩn. Trực tiếp hơn là bạn có thể đâm nhuyễn cánh hoa, lấy nước thoa lên mặt để trong vòng 5 phút rồi rửa sạch. Lưu ý là phải rửa sạch trước khi xông thì mới hiệu quả.
Hoa hồng này không biết là tối nay có người nào sử dụng để trong chậu nước, trong bàn ăn với bít tết và rượu vang không ta? Nếu mà mình được tặng hoa hồng thì em sẽ nghĩ đây là một cái gợi ý tận dụng khá là tốt, bởi vì đối với những cái cánh hoa hồng đối với mình các chị ra xong mình để vào bồn mình tức tắm. Là sau ngày 14 tháng 2 là ngày hôm sau mấy cái bông hoa hồng này đúng là rồi. Một là được đi làm đẹp, hai là làm trà đó. Dạ, đấy. Bởi vì em thấy là ví dụ như chúng ta làm đẹp hoặc là làm trà thì cũng rất là có ích và cũng không bị cảm thấy phí phạm. Đúng. Chứ em thấy đôi khi á, chỉ qua ngày hôm sau thôi là những cái cánh hoa rất là đẹp đã bị bỏ trong thùng đấy. Rác. Nói đâu xa, ngày 14 tháng 2, ngày mai là chỉ cần lại thấy là hoa lại nhan nhản ở ngoài đường. Thế cho nên là thôi, nếu mà hôm nay anh xã có tặng hoa hồng là phải dặn ảnh là bữa sau anh tặng em hoa hồng mà tặng em cái bình chân cất á, để lấy nước hoa hồng, làm nước hoa hồng để cân bằng ẩm trên da mặt. Đó cũng là một trong những cái cách mà chúng tôi gợi ý cho các bạn. Ngoài ra hoa hồng còn có một cái tác dụng nữa chữa bệnh rất là hữu hiệu, đó là chữa những căn bệnh ngoài da. Các nhà nghiên cứu thì cũng cho biết là hoa hồng có khả năng sẽ làm sạch lớp da của mình và vi khuẩn sẽ chết trong vòng 5 phút sau khi tiếp xúc với những cánh hoa hồng tươi. Chúng cũng có thể làm dịu những cái vết ngứa do dị ứng gây ra. Đó là lý do vì sao mà người ta hay chọn lựa nước hoa hồng để cân bằng ẩm sau khi mà các bạn rửa mặt xong thì sẽ dễ bị kích ứng, nên người ta sẽ lựa chọn nước từ loại hoa rất là được yêu thích này. Và cách sử dụng cực kỳ đơn giản thôi. Đầu tiên là bạn chỉ cần dùng những cánh hoa hồng nè đắp lên da là được. Cánh hoa hồng này với điều kiện là chúng ta phải rửa sạch, sau đó là chúng ta giã ra một chút xíu cho dập dập để lấy cái nước mà đã dập ra từ cánh hoa hồng. Rồi các sản phẩm chăm sóc da có chiết xuất từ hoa hồng, nếu mà các bạn là một người lười làm hay là không biết làm ra sao á, thì mình cũng có thể đến mua. Có rất là nhiều những cái hãng mỹ phẩm, các bạn có thể nghiên cứu search những cụm từ như là các hãng mỹ phẩm mà họ làm từ tự nhiên á. Thì thường những hãng mỹ phẩm đó hiện tại theo như chị biết thì ở Việt Nam cùng lắm ở những khu vườn dược liệu mới kiếm được thôi. Còn không thì mình lại phải kiếm từ những cái nước như là người ta chế biến được mà mình đắp được, như là từ nước Anh. Nếu mà nhập về tới Việt Nam thì chắc mất 10 đến 15 ngày thì hạn sử dụng cùng lắm chỉ còn được 10 ngày nữa thôi. Bởi vì nó không có chất bảo quản. Bởi vì là không có chất bảo quản nên không để được lâu. Đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận khi mà chọn những sản phẩm an toàn như thế này. Và một loại hoa nữa đó chính là hoa đào. Với những cánh hoa đào thì có tác dụng như thế nào? Những bạn có làn da nhạy cảm, mụn nhọt có thể dùng hoa đào và muối ăn cùng lượng giã nát trộn đều hòa với giấm chua để trị mụn. Ngoài ra có thể dùng bột hoa đào hoặc trà hoa đào để uống. Dùng nước sắc từ hoa đào rửa mặt sẽ giúp làm giảm các nếp nhăn trên da mặt, hoặc là trộn hỗn hợp giữa hoa đào, nhân hạt bí đao nghiền mịn với mật ong, thoa lên mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sáng dậy rửa đi, các vết nhăn sẽ dần dần hết. Hoa đào còn dùng làm xà phòng có mùi thơm rất đặc trưng dịu nhẹ. Nếu không dùng để tắm, bạn có thể tận dụng chúng làm nước hoa khô để trong phòng ngủ hoặc bàn làm việc cũng rất thơm. Chà, nếu mà nói đến những cái nước hoa, những cái hoa đào như thế này, thực sự là chị cũng đang tò mò công dụng xem có thực là giảm được những cái vết nhăn không. Tại vì phụ nữ thì bị rất nhiều những cái vết nhăn dưới mắt này nè. Nên là chị cảm giác là hơi bị lo ngại khi mà mình cũng đã thử rất là nhiều những cái sản phẩm mà bảo là làm mờ vết nhăn, nhưng mà sau đó dường như mình cảm nhận là nó không có hữu hiệu. Tại vì mình cũng chị không có thích những cái gì nó không tự nhiên lắm. Nên là cái cách của Vân Anh nói cũng cố gắng thử để coi sao. Tại vì bây giờ ở ngoài Bắc hoa đào dễ kiếm lắm. Đi đâu cũng gặp. Chưa kể chị thích làm cái món mà rau câu á, mà có bỏ cái cánh, tức là cái món hoa đào rau câu, nhưng mà mình bỏ cái hoa đào vô bên trong đó. Thì nó sẽ rất là đẹp. Ngon. Mà ăn luôn được. Nhưng mà bây giờ làm sao để mình tìm được những cái hoa đào nào mà không có thuốc trừ sâu á? Nhưng mà em nghĩ là hoa đào người ta đâu có phục thuốc nhiều đâu. Em cũng nghĩ là hoa đào thì mọi người sẽ không xịt thuốc trừ sâu, cũng như là hoa mai thì mọi người nếu mà có xịt thì em nghĩ là hoa mai thì người ta sẽ xịt cái thuốc là cái thuốc tăng trưởng để hoa nở đúng mùa thôi. Còn em thấy hoa đào thì với cảm nhận của riêng em thì em thấy hoa đào là một cái hoa rất là tự nhiên và thiên nhiên nha. Nên em nghĩ là những cánh hoa mà hoa đào thì chắc chắn là sẽ là không có nhiều thuốc trừ sâu. Và nếu mà có thuốc với những cái loại hoa mà chúng tôi vừa chia sẻ, Vương Thảo có một cách, đó là chúng ta hãy ngâm với nước ấm hoặc là nước muối thì có thể là bay những cái thuốc trừ sâu đi. Hoặc là chúng ta xả trực tiếp một ngày là hết, hay là cũng phải mình đợi tốt nhất một tuần 10 ngày em hả? Em nghĩ là chắc cũng chỉ là trong khoảng thời gian khoảng tầm 10-15 phút thôi, chứ không cần đến một ngày đâu. Như vậy là mình cũng có cái cách để sử dụng đúng không? Đúng. Ngoài ra thì nếu mà đúng là bạn nào lười á, thì Quyên thấy cũng có nhiều cái hãng họ chiết xuất từ hoa đào và họ rất là yêu chuộng hoa đào á, thì mình cũng có thể sử dụng. Có một cái cách nữa, nếu mà thôi giờ á, đầu tiên người ta nói là bệnh là từ tâm mà, nên mình sử dụng hoa đào, mình thử làm những cái nước như là mình chiết xuất như cái tinh dầu á,
cái mùi của hoa đào cho nó tràn ngập trong phòng, nó làm giúp cho tâm mình của nó được thanh tịnh này kia. Đúng thì rồi. Chị nghĩ cũng có khi nó sẽ giảm bớt những cái bệnh của mình. Đặc biệt là sau Tết nè, mọi người đồng ý không, khi mình ăn nhiều nó nóng hơn nên mặt ai cũng lấm tấm mụn. Đặc biệt mấy MC như chúng tôi là thường sau Tết là có một cái nỗi khổ là không biết làm sao để có thể hết được những cái mụn ẩn nhanh chóng, mà cơ thể thì bao giờ cũng cảm giác nó sẽ nóng hơn một chút xíu, nên thường sẽ lựa chọn nè những cái như ví dụ như là những cái cây quất, những cái cây hạnh trong nhà chưng á, mà nếu mà tự nhà trồng còn dư thì sẽ lấy quất vắt nước nè, uống những loại nước giàu vitamin C nè, hay là những cái loại quất sắc ra rồi phơi nắng ngâm với đường tạo thành những cái loại mứt để cho mình ăn á, mình ăn vô thì mình có thể giảm được những cái bệnh liên quan tới đường cổ họng. Thế nhưng mà nếu mà những cái cây quất mà các bạn mua ở ngoài chợ, đặc biệt là cây cảnh á, thì thực sự là chị không bao giờ tin được những cái quất đó. Cái đúng mà rồi. Đặc biệt mà chị sợ nhất là gì? Chị thấy cái cây quất mà ở ngoài Bắc mình á, cái trái nó cứ vàng ươm á. Trời ơi, chị nhìn là không bao giờ chị dám đụng vô luôn á. Tại vì chị biết làm sao không? Em sao ở Hưng, em trên cái đường về Hưng Yên á, là đến khi mỗi mùa mà đến mùa buôn bán thì rất là hoa, rất là quất rất là đẹp. Nhưng mà trước đó thì á là một vào một mùa một cái thuốc như là thuốc trừ sâu hay là thuốc kích bóng hoặc là thuốc làm cho quả nó căng đẹp á, là người ta xịt đầy trắng nguyên cái vườn hoa quất. Thế nên là em mới hiểu là tại sao là những cái quả quất làm sao mà có những hoa rất là nhiều, đậu trái rất là sai, thì chứng tỏ là những cái cây quất mà khi mỗi chúng ta mang về trưng bày cho gia đình thì những cái quả quất này, thì Phương Thảo cũng khuyên các chị cũng như là quý vị khán giả thì chúng ta cũng đừng tiếc mà sử dụng. Mà chúng ta cũng nên là em thấy cây quất thì rất là dễ trồng. Ví dụ như gia đình em đi, những cái cây quất như vậy á, thì mình sẽ không thu hoạch những cái quả đó đi, mình sẽ bứt những cái quả đó và vứt. Tuy nhiên mình những cái cây quất này mình cứ trồng và nó ra quả rất là nhanh. Và em nghĩ những cái quả trong cái mùa vụ sau á, thì nó sẽ đảm bảo cho gia đình mình hơn. Nếu chúng ta là làm những cái ví dụ như chúng ta làm nước quất để cho bé uống với lại những cái đường phèn á, thì đúng nó sẽ rồi. Rất là tốt cho trẻ, thì em nghĩ là chúng ta sử dụng những cái quất đó thì hợp lý hơn. Đặc biệt như là ở quê của ba mẹ chị ở miền Trung thì rất nhiều họ hàng sau một cái lần đầu tiên là bỏ nhiều tiền chút xíu mua cây quất thì cũng sót, nhưng mà tới lúc mua về trồng á là ba chị về cứ nói trời ơi con ơi làm sao mà cái cây quất ở quê nó cứ sai trái, mà không phải làm gì đâu, chỉ có phải tưới nước thôi. Cái quất cái chị cũng không biết là có cần mua những cái loại quất hay là loại chanh như kiểu tứ quý, tức là nở bốn mùa không thì nó mới được nhiều trái như vậy. Em thấy là ví dụ như nhà em thì cũng có một cái cây quất, thì em thấy nó ra khoảng tầm 3 vụ. Là 3 vụ? Dạ vâng. Thì em mới thấy là những cái quả mà khi mà thu hoạch đó thì cũng khá là to và đẹp. Mà trong khi gia đình em cũng không phải làm gì hết chị ạ. Chị có sợ là thuốc từ đợt trước nó còn động lại tới lần này không? Không, chỉ cần chị nghĩ một cây nó mất tầm khoảng 1 năm đến 2 năm là nó sẽ hết cái lượng. Đó là cái quả quất. Nhưng mà em thay đất chưa hay là em vẫn nói chung là nếu mà chúng ta cái cây quất của chúng ta mà phát triển nhanh lớn thì chúng ta phải nên thay đất để có thể lấy được chất dinh dưỡng nhiều hơn. Đúng rồi. Ngoài ra ví dụ như là nếu mà muốn trồng những cái cây hồng á, để vừa đẹp nhà và vừa sử dụng hồng, thì nhà chị là hay mua những cái cây hồng lửa trong miền Nam á, gọi là cây hồng lửa. Cây đó cực kỳ dễ sống và dễ chăm luôn. Nó rất háo nắng và háo nước cho nên cứ chăm chỉ tưới nước là được. Và ngoài ra hả là nhà chị còn hay ví dụ ăn quýt xong á, bóc cái vỏ quýt và vỏ quất ở trong nhà rồi để với cái hoa hồng, nếu mà không có nắng nha, Hùng Quyên chỉ cho các bạn miền Bắc, mình bỏ trong lò vi sóng quay khoảng 1 phút tới 2 phút thôi là nó sẽ khô lại ha. Rất là thơm mà mình quay tách từng cái ra nha, tại vì ví dụ như hoa hồng nó sẽ chảy cái màu nó ra nên nó sẽ bị lây sang những cái khác. Xong rồi mình khô từng cái xong, bắt đầu mình để ra ngoài cho nó bay hết một cái lượng hơi nước đi là nó khô rang rồi. Là mình cứ để vào cái lọ thì sẽ có lẫn nào là vỏ quất nè, lẫn là hoa hồng. Nên nhiều khi nhà chị thích thì để cái ấm trà rồi mình cho chút xíu cái vỏ quất rồi hoa hồng vô vừa thơm mà nó ra màu ra mùi rất là ngon. Anh chị cũng thấy cái em đó cứ rất tưởng lạ. Chị sấy đây là mứt, tại vì cái đó nếu như mình làm mình khô rồi sau đó mình ngào với đường có thể làm mứt nữa, có mứt hoa hồng và mứt tắc nữa. Bây giờ có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều cách để tận dụng nếu như là cây quất của chúng ta mà sau một mùa chúng ta chưng Tết. Tại vì thật ra là hồi Tết này Vân Anh cũng có mua một cây quất, nhưng mà nhìn cái trái là nó vàng ươm. Em mua hay là nhà em trồng? Mua đó chị, nó ra trái mà vàng ươm mà rất là đẹp như những trái bóng bóng bàn vậy đó, mà ăn vào thì chua lẹ chua lét mà mọi người. Thì quất ăn là thử chua mà Vân Anh. Nhưng mà nó chua theo cái kiểu nó kỳ lắm, thế mà là Vân Anh là
hay thích thử những trò lạ lắm em. Nhưng mà đúng là khi mà em trồng quất, mà khi những cái quả quất mà gia đình mình trồng á thì nó sẽ không bao giờ vàng được như những cái quả quất mà chúng ta đi mua. Nó chỉ là một cái màu hơi ửng là mình thấy là bắt đầu thu hoạch được, và khi mà để chín quá thì nó cũng không vàng đến như cái độ mà chúng ta khi mà mua để trưng Tết. Còn nếu mà cái quýt trần bì mà Vân Anh nói là có thể làm mứt á, là đợt chị về với cái ở cái vườn quýt Lai Vung đó, là người ta bóc cái vỏ quýt ra ha, xong đó người ta đem rửa sạch rồi ngâm qua cái nước phèn để cho nó giòn cái vỏ đó. Dạ, trước khi đó thì người ta luộc một chút xíu, chỉ chần qua nước nóng thôi nha. Xong ở bên trong cái vỏ quýt em thấy hay có cái sơ trắng không? Cái đó đó, ở ngoài Bắc họ có một cái món gọi là món giống như món trứ danh nấu kho cá với vỏ quýt. Mà ai mà biết khôn á là cạo cái lớp trắng bên trong nó đi, nó sẽ không có bị đắng mà nó thơm cái mùi vỏ quýt. Tức là chỉ lấy vỏ thôi, chỉ lấy vỏ lớp trắng. Nhưng mà mình phải lấy dao cạo thật kỹ hết cái lớp trắng nó đi thì nó mới hết đắng. Thì kỳ công nhất là ở cái đó. Còn sau đó là mình ngâm với mình ngâm với lại cái phèn chua chừng khoảng, giống như làm chè bưởi ai cũng phải ngâm phèn chua chừng khoảng 15 phút á, là nó sẽ giòn. Sau đó rồi mình cứ thái ra, rồi là bắt đầu mình ngào với đường, rồi xào lên phơi ra nắng là thành một cái mứt quýt trần bì. Vừa ăn nè, để nhâm nhi trong ngày Tết, những dịp sau Tết này, mà thậm chí có thể giúp tốt cho cái cổ họng của mình nữa. Cách làm hay quá ta. Nhưng mà cái lớp trắng đấy là những cái lớp mà lúc mà mình bóc vỏ quýt ra là lớp tơ của nó. Đúng rồi, là em cạo ngay cái vỏ của nó. Cái vỏ chứ mà là cái tơ, cái tơ thì nó đã dính vào cái quả rồi. Cái quả rồi. Còn em cái vỏ trắng trắng quýt thì mọi người cũng hay làm thêm món là chả rươi. Mùa này cũng hay có món chả rươi. Chả rươi chưa ăn phải không? Bữa sau chương trình nói về cuộc sống sẽ có một cái chương trình nói về chả rươi. Trời, không lẽ Vân Anh chưa được ăn chả rươi bây giờ sao? Chưa thấy cách làm với vỏ quýt bao giờ. Thấy không, chả rươi là phải có vỏ quýt nè, có lá gừng nè, với rất nhiều hương liệu khác, và món này cũng khá là đặc biệt. Chắc là mình quên đó, chứ cũng nhớ là có mua quýt nhưng mà quên mất là thành phần của chả rươi là có sử dụng vỏ quýt nữa. Như vậy là sau Tết đó, ngoài những cái loại hoa mình trưng rồi, nếu mà bây giờ quý vị chưa biết cách làm sao mình tái sử dụng thì hy vọng là với những cái hướng dẫn của chúng tôi á, quý vị sẽ biết cách để chúng ta tận dụng sao cho triệt để mà lại phù hợp với cái sở thích của gia đình mình nữa.